Tiếp một điều. Ok ha. Quá đẹp. Tôi bắt bên đây đó nha. Tôi thấy gà bên đây ngon hơn đó. Điểm 2-1. Điểm danh hai điều. Điểm 3-2. Đập bóng ngoài, tiếp tục đem số cho danh 4-2. Đập bóng tốt. Điểm 3-4. Điểm cho danh 5-3. Trắng bóng tốt, tiếp tục nêm số điểm cho danh 6-6. Quyết liệt lên. Điểm cho danh 7-3. Bóng tốt. Điểm chi anh 8-4. Điểm 5-8. Bóng ngoài. Ở trong hả? Điểm danh 9-5. Điểm 6-9. Nhìn đến ba khó chịu quá ha. Điểm 16 cho danh. Bởi vì nó kia đến ba hoài đó. Điểm 16. Phát bóng ngoài. Điểm 7-10. Nó không quen biết gì đâu mà cho nó thiếu.
điểm 11-7. Điểm 8-11. Điểm chỉ dành 9-12-8. Điểm 9-12. Điểm chỉ dành 13-9. Bóng ngoài. Điểm 10-13. Chắn bóng tốt. 11-13. Tiếp tục là một hòa chẳng bóng tốt. Điểm 12-13. Tiếp tục là một hòa bóc bóng lỗi. Nâng điểm số 13-13. Rồi, hết quýnh luôn rồi. Thương thương vậy thôi. Trời ơi. Trời ơi. Quá thông minh khéo léo. Anh đem số chỉ dành 14-13. Mười bốn điều điểm cuối. Đây Tập Chánh đang cầm bóng phát nha các bạn, miết luôn Tập Chánh ơi. Mười bốn điều. Xử lý quá tốt của Danh. Kết thúc set đấu dần thắng về cho Danh.